Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đến với video ngày hôm nay. Thì nay tôi sẽ trao cái phần quà giveaway lần trước của mà Cover Game gồm 3 con game. Rồi sau đó thì cũng lên một cái mà giveaway mới cho anh em tham gia luôn. Đây, tôi đang soạn ở đây, anh em đợi tí. Đây là cái chỗ mà tôi hay đăng những cái giveaway lên đây. Bây giờ anh em chỉ cần một cái link duy nhất thôi. Thì đoạn anh em bấm vô lên đây, mở ra. Thì sẽ thấy một cái mục file Excel như thế này. Thì khi nào mà tôi mở giveaway á thì anh em sẽ thấy cái chữ mà tham gia chỗ này nó hiện lên. Còn khi nào đã giveaway xong hoặc là đang vô thưởng á, thì tôi sẽ đóng lại đó. Như bây giờ tôi đóng cái mà giveaway chuẩn bị trao giải này thì tôi đã đóng nó rồi. Thì trao giải xong mà lúc đó thì anh em sẽ nhận được cái email trúng thưởng hoặc là tôi sẽ làm nhúng trong cái video này. Anh em rảnh rảnh thì vô đây đó mà tôi nghe cái đoạn giveaway. Ngoài ra thì cũng đang mở cái giveaway kỷ niệm 1 năm con lưu giúp chơi bạch của tôi. Con game đó thì đúng 1 năm luôn đó. Thực ra nó chơi vài ngày rồi. Tính ra là ngày 11 tháng 3 á. Tới chứ bữa nay đã chơi 2-3 bữa rồi. Đây nè, 11 tháng 3. Thì cũng đúng 1 năm rồi nên tôi cũng giveaway con game này luôn. Không phải giveaway game của tôi nha, mà giveaway có phần thưởng khá nhiều. Anh em có thể tham gia là thì chọn đây. Đó, anh em thấy chữ tham gia là bấm vô. Chỉ cần điền vô cái form thôi. Đây, anh em mà điền cái game muốn chọn chúng dễ nhất và một cái game dễ nhì. Anh em thích game nào thì cứ điền vô game đó. Ngoài ra thì anh em chọn một trong bốn cái này, muốn điền cái nào cũng được. Nick VOZ, GVN, GameVN, YouTube hay là Discord gì đó. Anh em cứ điền cái user ID của anh em vô đây để tránh tình trạng spam quá nhiều. Thì anh em điền cái giải nhất với cái giải nhì, anh em muốn phần thưởng nào thì chọn cái đó. Danh sách game thì để sẵn ở đây. Hoặc là anh em có thể coi chỗ này nè, GA nè. 240330, tại vì tôi không biết là cuối tháng này hay là cuối tháng sau có thời gian rảnh thì tôi mới trao cái phần quà luôn. Thì đây là những cái phần quà cho giải nhất thì anh em quan sát cái cột này, cột B này. Còn giải nhì, cột B này, anh em cứ chọn một game đi. Ví dụ như hôm nay là tôi giúp quay con Folder King nhưng mà vẫn còn kia cho anh em. Thì anh em cứ chọn con Folder King. Anh em điền con Folder King vô đây. Anh em điền con Folder King vô cái form đó thì anh em cứ chọn giải nhất điền vô. Chứ anh em thích cái giải nhì là cái gì anh em cứ điền vô. Xong thì cứ chờ nhân phẩm thôi. Thực ra là tôi không có share nhiều chỗ đâu, chỉ share một chỗ mà số nơi tôi hay hoạt động cho anh em tăng cái tỷ lệ trúng lên. Chứ share cái này mà share nhiều ra thì rất là nhiều người tham gia luôn á, lúc đó tỷ lệ nó giảm xuống rất nhiều. Ngoài ra thì tôi cũng mà giới thiệu cái giveaway của mà đại ca Việt Vũ luôn, thì không biết chừng nào bên thím nó bắt đầu. Đến từ từ tôi cũng đẩy tại chỗ qua bển là khoảng 4-5 game này. Anh em thích thì có thể tham gia bên đó được. Đây, kênh YouTube của Đại Gia Việt Vũ đây. Anh em có thể sang đây chuẩn bị có đợt giveaway nữa nè. Đây là đợt giveaway ở bản. Cũng có rất là nhiều game luôn. Đánh nhau theo kiểu giống như hồi xưa anh em bắn Half-Life với các Đó. thứ ấy, thì thay vì súng ống. Thì bên đại ca cũng mà giveaway khá nhiều game. Tôi cũng đẩy tài trợ qua bản khoảng là 5 con game của tôi nữa. 5 con game thuộc hàng mà rất ngon ngẻ nha. Nên anh em tham gia em giveaway đây. Có khả năng trúng thưởng cũng cao như bên tôi vậy đó. Anh em rảnh thì sang đây sang tham gia luôn. Còn bên này thì tôi cũng đang giveaway. Anh em dọn giải nhất giải nhì đi những cái form mà được. Thì chừng nào đóng cái mà giveaway này thì tôi sẽ cho nó đóng thôi. Còn hôm nay chúng ta sẽ giveaway phần quà này. Tôi vừa mới đóng hồi trước. Phần quà hôm nay thì sẽ gồm một con game lớn tên là Folder King 2. Và hai con game nhỏ là Human Fall Flat và God Gang. Cái gót gan này là đây 2309 nè. Hiện tại thì có đúng 30 anh em tham gia luôn, thực ra là 28 29 gì thôi. Ông này tên là trọng vỏ đây. Đây trọng vỏ Kinat. Kinat này thì nhìn quen mặt rồi. Guziu. Ông này tên Gam á, FX3FO. Rồi. Đi với anh. Đây là bạn tôi. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu giveaway ha. Chọn cái cột này. Well. Well đây. Đợt trước là hai anh em trong con game mà group link của tôi nè. Rồi thể lệ thì tôi vẫn quay như cũ. Đợt này anh em trúng 3 con game nên có thể quay khá nhiều lần hơn tí.
Đó, game thì gồm 3 giải nên chào giải nhất nhì ba nha. Giải nhất thì Border King 2, một con game rất thú vị, tôi đã chơi trên kênh rất nhiều lần rồi. Anh em rảnh thì có thể lên kênh của tôi xem lại. Border King 2 game này cũng mới ra mắt thôi. Một cái điều thú vị nữa là game cũng ra mắt đúng cái con thời điểm mà con game tôi ra mắt luôn. Là ngày 3 tháng 11, là con game thứ hai của tôi thì cũng ra mắt đúng cái ngày đó luôn nè. Đó ngày 3 tháng 11 luôn. Nên hai con game là coi như là ra mắt cùng cái thời điểm đó, chỉ khác cái thứ tự thôi. Ngày 11 tháng 3 và ngày 3 tháng 11. Game này rất là thú vị nha, tôi đã chơi rồi. Anh em có thể mà lên cái kênh của tôi mà xem lại video cũ. Phần này là phần 2. Anh em có thể co-op với bạn bè hoặc là chơi một mình cũng được. Còn cái phần 1 á, thì giá nó rất là rẻ luôn, tại vì nó ra khá lâu rồi. Anh em nếu như chưa biết về phần 2 này thì có thể trải nghiệm cái phần 1 trước cũng được, rồi sau đó qua cái phần 2 này sau. Thì phần 1 thì giá nó rẻ lắm. Phần 1 là nó đây nè, còn có 42.000 nè. Anh em mua trong cái gói bundle đó thì còn có 42.000, anh em mua lẻ thì có 47.000 thôi. Đó, anh em mua thì có thể mua luôn cái full DLC cũng được, còn thôi thì cứ chơi bình thường. Khi nào xong rồi chúng ta mua cái DLC sau. Tại vì cơ bản là cái DLC nó chỉ có thêm một cái màn chơi thôi. Anh em có thể bỏ qua cũng được hoặc là nên mua chơi luôn nếu anh em thấy thú vị. Tại vì anh em chơi xong cái con game này cơ bản thì cũng tốn rất nhiều thời gian rồi. Nên anh em nào mà muốn thử qua con game này có thể thử cả phần 1, phần 2 luôn. Thì phần 2 cũng đúng là có cải thiện nhiều đó, nhưng mà không có vượt quá kỳ vọng như mong đợi so với cái phần 1. Đó, đây là con Border King 2. Hôm nay thì anh em sẽ trúng thưởng phần quà này. Anh em nào trúng mà không biết cách chơi á, thì cứ lên cái kênh YouTube thôi. Tôi có mà mô tả kỹ lắm về cái lối chơi cái game play con game này rồi. Rồi chúng ta bắt đầu cái phần quà giveaway nha. Dễ nhất của chúng ta là Border King 2. Đây, giải 1 là Border King 2. Còn giải 2 là con game anh em chọn. Giải 3 là còn lại. Tức là anh em mà trúng giải nhì anh em chọn con game này rồi đó, thì cái giải 3 sẽ là con game còn lại của một trong hai game này. Đây, bây giờ cơ bản thì chúng ta quay 5 lần ha. Quay 15 lần tổng cộng. Trong đó thì lần 15 giải nhất, thì lần 10 giải 2, lần 5 giải 3. Thì những cái lần còn lại á, những cái lần còn lại thì sẽ cho anh em tăng tỷ lệ thôi. Anh em mà tham gia giveaway kênh tôi nhiều thì chắc biết cái này rồi, nên cũng mà không cần đề cập cho nó. Bây giờ chúng ta vô quay luôn ha. Khoan 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 khoan, bây giờ xét thời gian ngắn lại, ở cái lần quan trọng thì chúng ta tăng lên 1 phút, còn lần này thì không chơi con mèo nữa. Giveaway này thì sẽ chơi mô hình vũ trụ đi. Ôi, vũ trụ thì đơn điệu quá. Hay là nước nôi này đó, này đi, nó cũng ảo ma, khá ảo ma nè. Đó, rồi chúng ta xào bài nha. Lần thứ nhất đến lần thứ tư thì chúng ta chỉ tăng cái ghép lên thôi. Trong cái lần thứ năm thì chúng ta sẽ bắt đầu chào cái giải ba luôn. Được ghi 94. Chúc mừng anh em đã tăng một tí tẹo là tẹo cái tỷ lệ nhân phẩm lên. Lần thứ hai. Đó đó, đi nào, thằng này nào. Không tới rồi. Anh em nào trúng giải 3 hoặc giải 2 rồi đó nha thì vẫn có cơ hội trúng giải nhất. Lúc đó thì anh em sẽ được ưu tiên cái giải nhất lên. Thì cái mà người trúng sau á sẽ trở thành giải 2, giải 3. Nên anh em không có sợ mà trúng giải 3 rồi là không có cơ hội trúng giải nhất nữa. Mình cứ yên tâm. 4. Sau một đợt đề ban cuối cùng thì chúng ta bắt đầu vô cái phần thưởng chính. Ông nào tính YouTube như này á. Bốn. Từ từ, ông nào điền cái form tên là YouTube luôn chị. Oh my god, Di Hà Thanh 94. Rồi, đổi tên ông này lại cái nha. Hai ông 94 luôn nè. Ủa, khoan 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 khoan.
Ông đích ghi này ông lỡ điện hai lần rồi nè, nên xóa ổng cái, coi như là phạt ổng nha. Phạt ổng là không có trúng xóa bước một cái nào tới tháng 2 cái đốt ghi 94 nè. Thì cái này phạt ổng luôn không tính. Chúng ta quay lại cái lần một lần nữa. Từ 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 tôi gà lại lần nữa, có ai điền hai lần đó không? Vui ke, nguồn nghèo, như anh, tê ghét, thắng CT, Vũ Đức Nguyên, 93, đen, sáp, bắt lúc, vàng, nhà thanh, đốt ghi, béo, kỳ nát, ghét trần, xe bơ canai, người thay gì, kỳ đồ, cái gì, người giúp việc á, trời ơi, anh em này. Rồi, chúng ta quay lại lần một cái nữa đó nha. Đừng có nói vô ông này nữa, nhân phẩm thì vừa thôi. Rồi một, bây giờ chúng ta nó có 1-4 rồi, nên theo cái bảng này, lần thứ 5 thì chúng ta sẽ trúng giải ba nha. Bây giờ bắt đầu vô cái giải ba, xào bài ra lần nữa, đẩy cái thời gian lên. Để 3 thì 30 giây thôi. Rồi, chúng ta bắt đầu cái giải 3 đầu tiên. Chúc mừng anh em trước luôn, trúng thưởng. Có luôn cái lời nhạc dưới này nữa chứ. Đâu, khúc này phải không? Vũ Đức Nguyên lần trước chúng rồi, quay kia rồi. Đầu lát trần hay là tu vịt fit đây. Thanh niên cá này có được nhân phẩm không? Khá là tiếc là không rồi. Đó anh em thấy cái tác dụng của tăng nhân phẩm lên chưa? Như số 2 này là tăng đúng luôn rồi. Rồi chúc mừng anh em. Đầu lát trần đã trúng được cái giải ba của chúng ta. Đầu lát trần. Giải 3. Rồi. Bây giờ trò chơi lại tiếp tục đổi cái hình random hình đi, random được không ta? Không, random không được, chỉ có là cái này thôi. Rồi lần thứ 6 đến lần thứ 9 nha là chúng ta nâng ghét rồi, lần thứ 10 thì chúng ta mới trúng luôn. Tôi chỉnh cái thời gian được chưa? Rồi lần thứ 6 thanh niên cá này nãy giờ mém mém hai lần ha, đúng tội nghiệp luôn. Lần thứ 6, lần thứ 7, để nè, đây nè, đó anh em thấy nhân phẩm chưa? Lần thứ 7, lần thứ 8 nào, bây giờ tôi đã lên được một tí nhân phẩm nữa rồi đó, tính ra là khoảng 2.5% nữa rồi. Mắt lúc con mắt lúc này chúng cũng nhiều vậy chứ. Thứ 8, lần đề ba thứ 9 nào, cũng coi như là chuẩn bị vô cái phần thưởng luôn. Quay kia Vũ Đức Nguyên, quay kia ơi, vừa lên tới quay kia luôn. Rồi lần này thì chúng ta chúng giải nhì nha, đây lần thứ 10 chúng giải hai nên tôi tăng cái thời gian lên. Rồi sao bàn phát cuối đó, 36 anh em nào có tên một lần thì tỷ lệ nó gần là 3% rồi, anh em nào có tên hai lần thì tỷ lệ nó 6%. Nhìn cái hình này chóng mặt quá à. Đã tạo cái hình này thì còn thêm mà xây xây, xây nữa nhá. Ai đây, ai đây, ai đây, ai đây. Để nè, thằng này nè, thằng này nè. Rồi nhanh quá rồi, nó trôi qua luôn rồi. Quay kia, bắt lúc, lì gì anh. Đây cũng được rồi hả, số 7 hả. Cố lên. Rồi, cố hơi quá rồi. Thắng CT hay là Thái Di Tâm Trần gì đó gì. Hay là con một máy tính. Rồi, chúc mừng anh em Thái Di không. Hay là lên một máy tính luôn. Rất đáng tiếc.
Rồi, chúc mừng anh em. Còn một máy tính. Anh em được cái giải nhì. Thì coi như là chốt vào phần thưởng giải nhì giải ba đó. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đề ba một số cái giải nữa. Một số cái lần quay nữa. Đổi tấm hình cho nó phong thủy rồi. Cái này đi, cho nó đồng màu luôn. Rồi, sao bài. Ở lần quay thứ 11, chưa chỉnh thời gian chưa ta? Rồi. Lại quay ke đó à. Ông này ổng trúng được cái lần thứ 9 và cái lần thứ 11, nhưng cái lần quan trọng nhất là thứ 10 á, thì ổng lại thật đó, chất nhân phẩm nha. Lần thứ 12 nào, kiếp mà quay kiểu này đi cho nó nhanh gọn, chứ như cái lần trước tôi làm thì nó hơi mất thời gian quá. Hai lần trước thì tôi thường làm kiểu này nè, logic phép nè, nó làm kiểu này tốn thời gian khủng khiếp quá, nên bây giờ bỏ đi, cứ chơi lại cái kiểu cũ như thế này nhanh gọn lẹ. Lần thứ 12 rồi, chúng ta qua lần thứ 13. Bắt đầu nhân phẩm dồn vô ông Ikea nè. Nè, 9 nè, 11 nè, 4 nè. Bây giờ lên 13 nữa, tôi để đây luôn. Nó ngay kế bên luôn nè. Nhưng anh em yên tâm, tên gọi nhiều lần á, thì tí nữa nó cũng thành thôi. Đừng nói quay ke nó nha. Không, không tới. Tới ông béo này, thì là ông Dot. Dot 94, 94 lần thứ 14 là đẹp luôn. Rồi, bây giờ là lần quay cuối cùng. Coi như là chúng cái dễ nhất, phần quà giá trị nhất ngày hôm nay. Qua được kinh 2. Thiếu mất tiêu chữ phôi của người ta rồi. Đó. Thôi, sao bài lần cuối. Chỉnh thời gian lên 60 giây. Đổi luôn tấm hình nền cho nó phong thủy. Mặt trăng. Đó, ngầu chưa? Ủa khoan, sao 40 ta? Hai mươi tám lần. Từ 2 đến 29, 28 lần đúng rồi. 28 lần với thêm 12 lần nữa là 40 rồi, đúng rồi. Trừ 3 lần kia ra. Rồi, bây giờ tỷ lệ anh em mỗi người nếu như chưa gọi tên đó là 2.5%. Còn nếu như thằng ngu còn nghèo này hai cái nó kế bên luôn á thì coi như là không không cho nó kế bên. Đảo đi. Hai cái thì coi như 5%, còn anh em quay ke này nãy giờ 4 lần thì gần như 10% rồi đó. Đâu 5 lần luôn rồi chứ. Là 12.5% rồi đó. Nhưng mà khả năng anh em vẫn tập thôi. Ngủ con nghe có hai cái nào. Chơi bữa canai cặp lên luôn. Lần này nhân phẩm gọi tên anh em quay kia rất là nhiều. Nhưng liệu có quay xe hay không? Mặt trăng sẽ đem về phô được kinh hai cho ai đây? Quay ke 4 đã vượt qua quay ke 4 rồi. Hai cái quay ke với quay ke chính luôn kìa. Hay là cá rồi, rất tiếc cho anh em quay ke. Lên được hàng trên này luôn thì tốt. Lên luôn, ừ đúng rồi đó. Ngu con nghéo kìa. À qua đúng cơ cấu rồi, đừng có lên nữa, dưng dưng. Lũ đạn nhà nó. Rồi, chúc mừng anh em Di Hà Thanh 94. Bà nó chứ, nó dội qua một khúc luôn. Thôi thôi. Rồi, chờ chúc mừng anh em trúng thưởng Duyên Hà Thanh 94. Anh em này nãy còn để cái chữ YouTube nữa nè. Thanh là tôi sửa tên rồi đó, chứ không thôi là không cho phần thưởng nhà anh em đâu. Rồi anh em nào trúng giải nhì sẽ được ưu tiên hơn. Anh em nào trúng giải ba thì sẽ thành cái con mà game còn lại của giải nhì. Tiếp tế cho anh em. Rồi, anh em này thì cứ vào được kinh thôi. Rồi, ngày mai thì tôi sẽ trao phần thưởng cho anh em. Bây giờ đánh dấu lại cái đã. Ba anh em dễ nhất gì ba nha.
Thì còn cái phần thưởng này hình như là tôi trao năm giải không ta? Cái phần này thì cuối tháng này hoặc là cuối tháng sau nó mới quay, thì trong lúc đó tôi vẫn mở mấy cái clip và quay khác thôi, anh em không có sợ lỡ đâu. Thi thoảng thì cứ vô cái link đó hay coi là được. Link tham gia thì nó luôn luôn nằm ở cái phần mô tả mà dưới cái kênh video á, anh em chọn đại cái clip nào cũng được, như cái clip group link nè, anh em kéo xuống cái phần mô tả của video, anh em nhìn vô là thấy cái link liền, clip mà quay tặng game hàng tuần. Mấy cái video mới mới gần đây á, đều có cái link này hết, anh em cứ vô cái link này là nó ra mà cái size này thôi, ra cái file Excel này thôi, anh em để ý có giữ tham gia cứ tham gia, khi nào không có thì do tôi bận quá hoặc là do tôi chuyển sinh rồi nên không còn cái tham gia nữa đó. Đợt này thì là năm giải, giải nhất giải nhì tự chọn cái phần thưởng cho anh em thích game nào chọn đó. Còn lại ba cái giải ba, 3x3 là ba giải ba nha, chúng phải chín giải nha, đó ba cái giải ba và cái cặp đôi logic của tôi, gồm logic cây bát và logic tích cáp, hai game này, cái đống này và cái đống tài liệu tôi học làm game đó. Đó, anh em nào muốn làm game thì cứ vô chia sẻ cho cái list này. Cái list này nó vậy thôi chứ ở bên trong còn một nồi nó chứ không phải nhiều đâu nha. Nè, ở bên trong nó còn cả nồi nữa. Như cái clip này là với mà cái clip này thì nó ở bên trong cũng là một đống cái video nhỏ nữa luôn. Nên anh em cứ coi hết cái đống này là anh em đảm bảo làm được game mà uy tín luôn á. Đây, coi anh em coi hết cái đống này anh em là làm game thoải mái luôn. Tính ra làm game nó không khó đâu, anh em mà xuyên xuyên tí hay là biết tí kiến thức công nghệ á, thậm chí đâm ngang như đôi vẫn làm được đó. Hai game do anh em phần thưởng giải ba nha. À không, không phải giải ba không, mà giải nhất với giải nhì thì cũng kèm game đó của tôi luôn, tôi xin 5 cái key rồi nên là có 5 cái cặp game đó, game logic đâu ở đây sổ không được. Giải nhất thì cũng có cặp game này với con game tự chọn, nó là coi như 3 game nha. Giải nhì thì cũng con game tự chọn với mà cặp game này luôn thì 3 game nữa, còn giải ba giải bốn giải năm á, ba cái giải ba thì chỉ có cặp game của tôi thôi. Thì mấy con game trong cái list này thì trước sau gì tôi cũng giúp quay hết cho anh em mà. Đây hầu hết thì tôi cũng đã chơi rồi hoặc là viết cái review rồi nên anh em có thể tham gia thử. Đây như bên đây là một số con game mà trong cái gói bundle thì tôi bỏ tiền ra mua để mà giúp quay cho anh em đó. Tôi vẫn đang xin thêm một số con game nữa nên anh em cứ mà thông thả đó, còn rất nhiều lốc, bây giờ chúng ấy chỉ khoảng là hai mấy ba chục game thôi, nên dễ nhất mê dễ nhì và anh em cứ chọn game thoải mái. Bây giờ tôi kiếm game tôi chơi đã, cái gì mới đây đã có 8 này mới đăng tấm hình lên thôi. Rồi ngày mai thì lúc đăng cái video này lên thì tôi sẽ gửi phần quà giveaway cho anh em. Hôm nay thì vô chơi đã, cái đợt giveaway lần trước của tôi thì cũng quên dẫn cái link lại cho anh em xem, cái bài viết đó thì tôi có chia sẻ lên mà cái bài viết đó thì tôi có sẽ chia sẻ lên cái cộng đồng VZ, nó thường nằm đây nè, mỗi lần tôi đăng cái giveaway gì thì tôi hay đi lên đây gấp đó. Thì cái đợt mà tôi đăng cái tin mà Cover Game á, ở nhà phát hành này nè, họ đang có cái event giảm giá rất là sâu luôn, nên lúc mà đăng cái tin này lên thì họ cũng tài trợ cho tôi một số game để mà giúp vào quay. Thì con game For The King gần như là rất là hot rồi đó. Đây là cái trang Cover Game, anh em có rảnh thì vô follow, khi nào có game mới ra mắt thì có mail cho anh em đó. Đợt này thì cái hồi bữa tôi đăng nè, thứ sáu tuần trước thì 3 giải, anh em vô đây thì có thể lệ tham gia giveaway thì nó vẫn mở ra cái cửa sổ này thôi đó, anh em rảnh rảnh vô đây lướt gặp. Đợt này thì có 4 game đó mà tôi húp ngon rồi, còn lấy có 3 con thôi nên coi như là trao giải an ủi cho tôi đi. 4 game này là tôi chưa có game nào ở trên đó nha, For The King thì tôi cũng mới có gần đây thôi, 2 game trên dưới cũng chưa có luôn nên coi như là bấm bụng là cắt máu ra cho anh em tham gia giveaway á. Thì mới đây cũng có một cái giveaway nữa là cái này nè, để tôi đưa xuống đây luôn. Cái gì hôm nào mới đòi mà trúng thưởng gì? Đúng là tăng ghét rồi, tuy tăng ghét trúng rồi nhưng mà anh em hình như là không trúng, không chia buồn anh em luôn.
Đúng là anh em có được tăng ghét đó, thỏa mãn anh em tăng ghét đó, nhưng mà anh em không trúng thưởng thôi. Đây, lần này thì giveaway kỷ niệm 1 năm Logic thì bắt đó, thì anh em cứ vô cái link này sẽ thấy ngay cái bài viết đó đó, anh em bấm vô cái link này mở ra ngay cái bài viết này. Từ này thì cũng mới ngồi chế cái trang truyện rồi đưa anh đây luôn đi đón hủ, có muốn tham gia giveaway 1 năm kỷ niệm Logic cây bạch hay không đó, anh em cứ vô cái link là tham gia thôi. Mới đăng vài phút trước trước khi quay cái video này, vừa đăng lên là tôi quay video á, nên anh em nào nãy mà tham gia cái đợt cứu chốt này không chừng trúng rồi đó. Rồi bây giờ kiếm game tôi chơi đã, chắc là chơi con AdSense này đi cho nó hợp phong thủy luôn. Game này phải về tới giờ để đó, chưa có thử lần nào. Cái gì đấy, sao bắt phải cài cái mà in Gilbert with x64 gì đó, nó đang ủa cứ DLC nó hay sao. Game này lúc trước thì tôi chỉ thấy nó một số tin tức thôi, chưa có thời gian chơi, cũng có lướt lướt qua trên cái mà PC Game Pass thì cũng có game này đó. Ít bốc hạp nó đơ luôn rồi. Đây, game này cũng có trên cái PC Game Pass luôn. À hình như là hết PC Game Pass rồi, họ đã ra rồi, không còn trong cái gói PC Game Pass nữa, nhưng mà anh em vẫn có thể chơi mua ở trên Steam hoặc là trên cái này nha. Quên nữa chứ, trước khi vô game thì chúng ta phải lướt cái trang Steam để lẩm nhẩm về con game này nè. Nhà phát hành họ đang giảm giá lên 90% nữa, tôi không biết cái event này còn không, vẫn còn nha. Anh em có thể vô đây mà lướt lướt coi những con game nào đó. Con game tôi mới giveaway cho anh em là chỉ giá 300k đó nha, 2 ngày lương của tôi đó. Con này cũng mà 1/3 ngày lương của tôi nữa nè, 151.000 lượt đánh giá, quá thành công luôn rồi. Game này là cái dự án họ sắp ra mắt thì tôi cũng wishlist luôn rồi đó, trông cũng có vẻ là thú vị phết luôn. Patch quest này hôm bữa hình như tôi cũng có giveaway quay cho anh em một lần rồi, trong cái đợt gói binder á, tôi có mua dư ra một gói nữa để giveaway quay cho anh em. Cái này là For the King phần 1, cái này nó bên cái hạt kia của tôi, không phải bên cái hạt chính bên này, chơi cũng khá nhiều rồi đó. Con For the King thì tôi chơi cũng 3-40 giờ luôn rồi. For the King phần 1 đây, chơi thì cũng mà gần 30 giờ rồi, cũng có đầy đủ gói DLC hết. Anh em mà trải nghiệm game này được á thì sẽ thích cái phần 2 này thôi. Anh em nào muốn coi mà em cứ lên cái kênh của tôi nào, bấm vô cái phần tìm kiếm đây. Bỏ được kênh. Game này thể loại tuyên bay ban đầu á thì tôi không hứng thú với nó cho mấy, nhưng mà chơi một thời gian thì rất là nghiện luôn. Đây nè, For the King thân 1, For the King thân 2. Đợt trước thì chơi cũng đầy đủ hết, For the King 2 chơi thử Claw Beta cho đến mà cái phiên bản chính luôn. Đây, con game đó mà có co-op cùng bạn bè chơi nó càng thú vị hơn đó. Đây nè, như 4 người đang chơi co-op là mỗi người điều khiển một nhân vật đó, thì nó rất thú vị. Tất nhiên anh em cũng có thể chơi một mình, điều khiển hết có 4 nhân vật luôn. Game này tôi cũng có giveaway cho anh em một lần rồi, không biết anh em nào trúng thưởng rồi. Con này thì mới trao thưởng. Game này thì cũng chơi trên kênh tôi rồi luôn, anh em rảnh rảnh lên coi. Trông nó cũng thú vị phết nữa nha, hành động bắn súng. Game này thì tôi chưa có chơi nữa, thêm vào thư viện để đó thôi. Game này cũng vậy luôn. Ấy em đập phết. Game này lúc trước mà TTG trực tiếp game có chơi một lần đó, anh em nhập vai vô con cá thì bò bò bơi bơi đi khắp nơi trên thế giới hết. Cái này giống cái phần mềm hơn là game á. Ồ, nó vẫn là game luôn, tông màu rất là nhiều nha. Giờ nào giảm giá 90% đâu, 85% cho game này nè, 70. Game này đang giảm giá 70% luôn, giá này đang rất là tốt nha.
Để tôi kiếm game gì mới mới đi chơi ơi. Đây, Let's Cool đi. Lâu rồi cũng chưa có chơi con game mà xây dựng cái nhà đó. Bây giờ làm sao để đổi qua được cái màn hình bên kia ta? Con kia Let's Cool thì tôi muốn chơi cái màn hình lớn hơn. Anh em đợi tí. Tắt CT Mobile chuyển qua cái màn hình bên đây. Coi. Cool này là tôi cài cái bản bị khóa của The Great Team. Cũng mà chơi cái bản demo hồi trước thôi, bây giờ chưa có chơi lần nào nữa. Chế độ nhập vai hay là xanh bút? Nhập vai đi. Mình có là thung lũng hoa anh đào và suối hoa mẫu đơn. Thị trấn hoa tiết, chắc chơi cái màn này. Không có gì cả. Thẩm mỹ đồ game là cái quái gì? Thôi, vô game đi. Ồ, đồ họa nhìn đẹp phết đó chứ. Xin chào, lâu rồi không gặp, thầy là hiệu trưởng của ngôi trường em từng học đây. Lúc mà em đọc được bức thư này thì thầy cũng đã về hưu và làm một chuyến vòng quanh thế giới rồi. Ông thầy mà để hình mặt mèo như thế này nữa. Ngôi trường mà em yêu mến ấy, tình con được khả quan cho lắm, thầy cũng đã cố lắm rồi nhưng không đủ sức nữa, giờ đến lượt em rồi đó. Mong em hãy đảm nhận cái ghế hiệu trưởng này và hiện thực hóa những gì mà thầy chỉ dám mơ đến. Thầy có giống một cái kho báu trong công viên nhà trường đấy. Nếu em có thể tiếp quản ngôi trường này, kho báu nó cũng là của em luôn. Cái này mà thầy tự nhiên cho mình nguyên cái trường luôn hả? Đồ chọc, ôi vãi vậy. Cô chơi cái tóc cái gì vậy, cái tóc hai đuôi gà nữa hả? Cô mày chơi cái đầu mà ngổ ngáo dữ vậy nè. Thôi chơi cái đầu này đi cho nó độc lạ. Đúng là cái đầu này hiệu trưởng là phải chơi cái đầu này nè. Nhưng thôi bây giờ thôi, này là bộ đồ á. Cô giáo mặc đồ bơi, trời ơi, hiệu trưởng mặc đồ bơi. Cái méo gì đó. Thôi mặc vest đi. Mặc tập về làm hiệu trưởng luôn á. Mặc vest, đúng vest, vest xám. Cao lên tí. Màu da cho nó tối xuống tí. Kính, có gầu luôn. Cô giáo có gầu hả? Rồi, tiếp theo. Đây là ngôi trường của chúng ta. Là học viện VOZ nha. Cái gì vậy này á? Cái này đi, cái này đi, con gì đây? Rồi, chốt con này luôn. Này cái logo trường á. Này đi, cho nó có kiểu là VOZ một tí. Màu xanh lá. Màu cam. Rồi logo thì màu cho nó nhạt xuống một tí. Xanh lam. Tím đi. Không tím thì nó lại chói quá. Vàng hoàng kim. Mày chơi cho nó phui đỏ luôn không? Phui đỏ thì nó đi với cam nó lại không hợp. Tím đi. Còn chỉnh gì nữa không? À đồng phục. Đồng phục nam á. Này giống đồ thể dục quá vậy. Này thì hơi quý sợ tập một tí. Này đi, này đi.
Kiểu này thì đúng kiểu mà Nhật Bản luôn. Rồi, kiểu này cho nó đơn giản. Xác nhận. Bây giờ qua đồng phục nữ. Gì ha? Rồi, xác nhận luôn. Mình chơi theo kiểu cổ điển tí. Đây là cái xe buýt đưa mình đến cái ngôi trường này. Đó, nhìn cô giáo của chúng ta hổ báo không? Đây là học viện VJZ của chúng ta. Vô đây là thấy tương lai của tôi cô là xám xịt mù mịt luôn rồi đó. Như cái bãi rác gì nè. Ai đây? Em gái nào đây? Ngài có phải là hiệu trưởng mới hay không? Đúng rồi đó. Tôi tên Lâm, là giáo viên kiêm luôn chức trợ lý của ngài. Tôi biết anh em nghĩ đến chữ thồn rồi đó, nhưng mà tôi không có nói đâu. Bậy bạ lắm. Nếu có chuyện gì khó thì cứ thoải mái tìm tôi tới giúp nhé. Ok. Tuy còn non và xanh. Ngon. Tuy non và xanh nhưng em sẽ cố gắng hết sức. Làm hiệu trưởng làm gì dễ đến thế. Phải rồi, tôi chưa nói về cái kinh nghiệm cho việc làm của mình nữa. Đương nhiên là phải bật cái hướng dẫn này. Di chuyển camera. Dùng chuột phải. Dùng con lăn. À, đúp AD được. Không có ghê cạnh vô màn hình như mấy con game chiến thuật khác. QE để xây góc nhìn. Rồi, ok luôn. Chỗ này đâu phải chỉ có một tầng. Để tôi dẫn dài lên tầng trên nữa. Nhấn vào đây hoặc phím F với phím G. Rồi, ok. Mình có thể xây lên nhiều tầng. Giờ thì xem ngôi trường cần cái gì nào. Đầu tiên phải thu nhận học sinh từ những cái khu dân cư xung quanh này để nó đáp ứng cái thu hồn nhỏ mãn của họ, sau đó cho học sinh vào lớp để có cái điểm gọi là kiến thức. Bạn phải dạy học làm sao cho học sinh qua được bài thi vào mỗi cuối tuần. Ủa, một tuần thi một lần á? Khi học sinh qua được bài thi thì trường sẽ được đạt được cái điểm cống hiến và cải thiện để nâng cấp trường học. Trường nhỏ để có thể nâng cấp độ của trường lên bằng cách cải tạo cơ sở vật chất, thu nhận học sinh mới và nhiều cách khác. Kiếm càng nhiều điểm thì càng nâng cao cái trường học lên. Cài đặt FPS. Đổ bóng mà rất cao quá, vừa thôi. Đổ bóng là nó cực kỳ nặng trong mấy con game như thế này luôn nha. Xin chào ngài hiệu trưởng, tôi sẽ đảm nhận vai trò là cố vấn xây dựng của ngài. Tên tôi là Gích Johnson, tòa nhà này cũng rất lâu rồi, chưa có ma nào ghé qua. Chắc ngài không muốn coi học sinh cho học sinh coi cái nơi này như bãi rác à. Đầu tiên chúng ta bắt đầu dọn dẹp. Phím tắt là nút X. À, X vô đây. Sửa cái này lại. Cái sàn. Cái này là mấy cái rác cưởi dọn luôn. Trời ơi, trường như cái bãi rác. Học với cha hành. Tôi chưa từng thấy nơi này bông sạch bông bóng loáng đến mức như thế đó. Giờ ta có thể tập trung cho ngày đầu tiên rồi. Chắc chúng ta nên xây cái phòng học trước đã. Dù sao học sinh cũng cần cái phòng học mới. Nhấn vào cái bảng xây dựng trong trường học. Bảng này có chứa cấu trúc công trình, cơ sở vật chất, nội thất, môi trường và những công cụ khác. Cơ sở, phòng học. Tối thiểu 20 ô thì phủ kính như này thôi. Cần phải có cái cửa. Cần phải có một cái bảng đen, một cái bục giảng và những cái trò ngồi. Cái này bảng đen rẻ tiền, trời ơi bèo chứ gì đó hả? Bàn giáo viên rẻ tiền luôn. Ủa, nút ZS với C. À đây. Rồi bây giờ thì học đựng cơm trưa hả? Không, đựng ở ngoài chứ. Không được, đựng ở ngoài nó không cho. Hai cái chắc đủ rồi. Bây giờ chỗ ngồi chắc dành cho học sinh nè.
Rồi, vừa đẹp luôn rồi đó. Nó vẫn bao phủ được ở dưới hết. Xong rồi, bây giờ hãy nhấn nút xong để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa và lưu những cái thay đổi này lại. Tôi là Edison Liu, đảm nhận vai trò cố vấn giảng dạy của trường. Có vẻ ngài đã sẵn sàng để tuyển sinh rồi đấy. Dù gì học sinh cũng là nền tảng của trường mà. Hãy ghé qua cái khu dân cư địa phương để bắt tay vào việc nhé. Học sinh tiềm năng ở khu này hay tập trung ở đây lắm. Khu này cũng có nhiều em đã đến độ tuổi đến trường nữa. Nên ta hãy mở chỗ tuyển sinh ở đây để học sinh có thể gửi đơn đăng ký nhập học nhé. Bây giờ mình đi ra đường tuyển sinh mà như bắt cóc cho em như thế này à. Phố Long Môn chưa thể tuyển dụng hả? Phố Long Môn, học sinh ở khu này gặp khó khăn trong việc học những môn căn bản, giúp họ hoàn thành nguyện vọng thì mình sẽ có thêm kinh phí. 100% công khai học của trường bạn, danh tiếng ở khu này càng cao thì sẽ có nhiều học sinh nộp đơn nhập học hơn, muốn trải nghiệm nâng cao danh tiếng. Vì phải giúp học sinh hoàn thành cái nguyện vọng. Mở chỗ để tuyển sinh, phố Long Môn tiêu tốn 300 tiền, 12 đơn đăng ký mỗi tuần. Đảng chí, trời ơi. Hay quên nên mới học mấy môn xã hội sẽ chậm hơn người ta trừ 40% học lực. Đảng chí mà em vô marketing cảng văn gì đó hả? Bắt mình phải tiếp nhận toàn bộ rồi. Cũng đã đến lúc phân lớp học sinh mới với là chỉ định là giáo viên chủ nhiệm. Này là sao? À, mình chọn tất cả học sinh vô, còn phải có giáo viên chủ nhiệm để quản lý và dạy dỗ. Lớp mà không ai quản lý thì khác nào cái chợ. Lúc đấy rồi sẽ gặp vấn đề về kỷ luật. Giờ chỉ định một thầy cô giáo làm cô Lâm đi. Công đoạn chuẩn bị mở lớp đã xong, bây giờ hãy ngưng tạm dừng. À, tạm dừng nãy giờ bắt đầu hoạt động trong trường, bắt đầu một ngày mới. Rồi dọn dương bớt cái bãi rác này. Ai để có một cột đèn giữa đường như nào? Nhà trường hay là cái kho không biết nữa. Này cái giếng à, cái giếng này không có xóa được. Học sinh đã đến lớp. Cha mẹ hay nói bọn em là lũ ngốc chả học hành gì được đâu, nhưng ai thèm tin. Bọn em rất thích tham gia cái cộng đồng VOZ để giúp đỡ những người khác về cái mảng học công nghệ này. Rồi, sao có ba ngoé gì nè? Mày chấm than là thấy nó méo nào? Học sinh đã sẵn sàng học tập, hãy lên cái lịch học để học sinh trải nghiệm tuổi thanh xuân ở khu ngôi vườn trường như thế này. Mình học tập là có bốn cái môn chính: xã hội, tự nhiên, thể chất và nghệ thuật. Thể chất thì sẽ cần cái điểm như là bóng bàn nào đó, còn tự nhiên này thì sẽ cần cái gobo. Bốn loại môn học hoàn thành nguyện vọng thì có đủ điểm kiến thức ở các môn tương ứng. Học sinh có nguyện vọng mà liên quan đến thể thao thì phải học những môn thể chất. Ngược lại công nghệ thì phải tham gia những cái diễn đàn như là VOZ Game VN. Rồi, lên đi thập ổn áp. Kết quả bài thi dự kiến là cái này. Khi bạn lên lịch cho thời khóa biểu hãy nhớ chú ý đến cái bảng kết quả bài thi dự kiến. Thi rớt, cái này vừa vừa đủ đậu luôn, còn cái này đạt điểm tối đa luôn. Cái này là cái điểm hiện tại, mỗi thứ sáu hàng tuần sẽ có bài thi, điểm kiến thức chính là thứ quyết định điểm số của học sinh. Nếu có học sinh mà hoàn thành được cái nguyện vọng là mục tiêu trong tuần thì sẽ nhận được cái điểm cống hiến. Khi xong sẽ lên lớp cấp 1, cấp 2, cấp 3 và tốt nghiệp. Rồi học sinh qua ban kỳ thi thì sẽ hoàn thành nguyện vọng của bản thân, lên lịch. Kéo giảng thời khóa biểu bỏ môn học thành vô kéo giảng.
không trên 17 à, nó chỉ tập trung vào cái mà văn học với mà khoa học thôi. Nghe làm tốt lắm, có quả thời phát biểu này thì học sinh kiểu gì cũng qua được bài thi tuần này cho xem. Đừng quên lên lịch cho học sinh khóa sau đấy nhé. Môn học bị phá thời phát biểu chính là môn học mới chưa được nghiên cứu. À đây. Không được luôn. À không có đứa nào gớt cả. Ừ, mà sao trường học mình có năm móng như thế này? Hai người trên một tầng mà cái này là cái gì? Đầu tư vào khu dân cư 68, cái điểm này là cái điểm này đó hả? Là cái điểm mà văn học của mình để tăng 13 lên 14. Con mắt này là cái gì? Môn nghệ thuật để chèn lực ngồi. Ok, cái này tốn tiền hết nha. Thử cái này không anh em? Ban đầu thì có vẻ nhẹ, thử phát này cũng mà thử phát luôn. Cái này là số lượng cán bộ công nhân viên là tôi nè, số lượng giáo viên, số lượng học sinh 5 người, độ thỏa mãn trung bình. Bên này mình có thể tuyển giáo viên, tuyển nhân viên hậu cần. Cái trường mình chỉ có hiệu trưởng với một em giúp việc thôi, chưa có ai đứng lớp cả. Mấy chỉ số là cái quái gì đây? Thôi chừng nào cần thì mình tuyển. Bây giờ chúng ta đi học đã. Em nào vắng không? Em nào vắng không? Nhớ đảm bảo vệ sinh trường lớp đó nhé, đừng vỡ bài tập ra đâu. Em nào vắng không? Hãy đến muộn thế. Lớp có 5 móng à mà cô hỏi hoài luôn. Lo dạy đi cô ơi. Rồi. Cái dấu chấm than con mắt này là cái gì? Tối quá đi. Tối quá đi, tối rồi làm cái gì? À, không có nội thất liên quan ở nơi này. Ánh sáng là chế độ mờ tối là không. Thẩm mỹ tệ hại cũng không luôn. Vậy là mình phải xây một cái gì đó. Bóng đèn hả? Đèn sẽ đốt trên trần. Cửa. Tất cả. Trang trí. Trang trí có cây chanh. Chậu sỉ con mèo. Nhà cấy chỗ mèo. Tô đựng thức ăn của mèo. Nhà mèo. Thành cái nơi sinh hoạt cho mày mèo luôn. Cái này là biểu đồ ngoại hình tiêu chuẩn. Dán đi luôn. Cửa sổ lớn bằng gỗ, cửa sổ nhỏ bằng gỗ. Cửa sổ cao từ trần nhà nó có cộng 5 con mắt nè. Xây cái cửa sổ hả? Đây, sáng sủa chưa? À, sáng lên hợp lý nè, vậy chắc là được rồi đó. Cây cỏ thì mới trung bình thôi. Cây cỏ mình là 22 điểm, vậy là phải 30 điểm á. Trên 30 thì nó mới đẹp hơn tí. Thì chắc tôi thêm vài cái cửa sổ nữa. Nhưng mà thêm ở đâu bây giờ? Chỗ mèo rồi đấy. Trang trí có cái gì thêm à, có cái chậu cây nè. Tối gì nữa.
mất rồi, chắc khoảng là 20 mấy, 27 28 rồi. Đó, đã mở phá tường nhà mới. Bây giờ chắc đủ 30 đó. Tôi nhanh đi. Em này để cái chậu cây trước mặt sao mà học được. À, di chuyển được nào. Đổ quá đi mất, đổ quá đi. Đi đâu hết rồi, không học hành gì nữa đi. Tiết 2, tiết 2. Trường gì mà có 5 đứa gì này không? 4 tiếng nữa mình mới tuyển sinh được. Chào ngày hiệu trưởng, tôi là cô Sowit, cố vấn đời sống học đường. Học sinh muốn có phòng trà để tưởng trà và uống nước, hãy cố gắng thỏa mãn mọi yêu cầu để đảm bảo chất lượng đời sống học sinh. Đây 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 đây. Phòng trà. Kích thước tối thiểu 16 ô. Dọn mấy cái này. Phòng trà 63 18. Nó yêu cầu 16 thôi. Thôi xem đi. Cái cửa. Bình thủy, chỗ để nước nóng, giá để đi cốc và nước uống. Thêm cái nữa đi. Tệ hại vừa phải. Chắc thêm một số cái cửa sổ cho nó nữa. Thêm gì nữa không? Trang trí cho thêm một số cái cây nữa không? Giá đựng cơm trưa gì nào, rồi mà cái cây thôi, cái cây nào, cây đẹp chưa, vẫn chỉ mới trung bình thôi. Rồi học sinh đã có chỗ chơi khác, ăn uống là việc quan trọng lắm đấy nhé. Trường của mình vẫn có thể mở ô ra nữa, nên bây giờ mở luôn đi. Tiền mình có thiếu đâu. Mở luôn cái khu này thì to ra. To thật to ra. Mình tới 150 ngàn lắm, nên tiền bạc là thoải mái lắm. Hơi to quá không? Rồi, chạy 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 chạy. Giờ chơi rồi, nó đi uống trà nè. Nó đang vọc ọc cái cây nè. Hiện tại ngoài thị trường có một người đang nộp đơn ứng tuyển. Mình tuyển dụng luôn thì tốn 500 tiền hoặc là 1.000 tiền. Cái này trình độ giảng dạy cơ bản, còn cái này trình độ nghiên cứu, còn cái này trình độ quản lý, trình độ đào tạo. Thằng này quản lý nó hơi thấp, nhưng mà hai cái này 99, nhưng mà trình độ đào tạo nó 30 lận. Có khả năng phát triển. 16, 7, 4, 11, 4, 12. Quản lý này yếu kém quá à. Thôi kệ quốc này đi, mình coi mình xây được những cái phòng gì nữa. 2 tiếng nữa mới tuyển được.
xây được cái phòng gì mình tranh thủ như xây luôn, đợi nó xong cái khu ở ngoài cái đó. Phòng học nè, có phòng quản lý, phòng nghiên cứu, hai cái phòng vệ sinh nam nữ, văn phòng hiệu trưởng. Cái gì đây? Bây giờ mấy cái cửa sổ này nó vô nghĩa rồi. Bao lại cái đã. Bây giờ xây hai cái nhà vệ sinh nam nữ ha. 30 ô, 30 đồng một ô, kích thước tối thiểu 12 ô. Đưa cho 20 ô luôn. 18 ô. Cái này nguyên cái dãy này 14 ô, chỉ cho 7 ô đi. Phòng vệ sinh nữ 17 ô bên đây. Còn một cái cửa. Cửa đây. 1, 2, 3, 4. 4 đủ không? Rồi 8 cái luôn. Học sinh có 5 đứa mà xây 8 cái nhà vệ sinh. Thiếu cây cỏ. Trang trí thôi. Cái gì? Chừng nào đủ 5.000 bài đánh giá thì sẽ có phần thưởng hậu hĩnh đấy. Trời ơi, cái ông dev con game này. Ngày xảy đâu? Trong cái nhà vệ sinh này thì mình chả xây được cái gì cả. Chắc là chỗ cây thôi. Cửa đi điện vệ sinh nè. Bồn rửa tay đơn sơ. Đồ dọn dẹp đơn sơ. Một cái thùng rác nữa. Đủ hết chưa? Này thùng rác ngoài trời. Cũng méo được. Đang xây do mà mấy em nó cái cửa sổ nữa chứ. Đó, học sinh cần đi vệ sinh, xây gọi nè anh ơi. Mình không xây chỗ khác được hả? Đó. Rồi, tiếp theo là xây cái nhà vệ sinh nam đó chứ. Quên đó. Cơ sở nhà vệ sinh nam. Đối xứng như nhau thôi. Trang trí cái bồn rửa tay thôi. Không, bên vệ sinh. Cái thùng rác. Một cái cây. Rồi cửa sổ. Rồi giỏi. Bên đây là cái bồn nước. Bồn rửa tay. Xong. Vệ sinh nữ, vệ sinh nam. Ok. Bây giờ một cái phòng quản lý và cái phòng nghiên cứu nữa, có phòng già mình còn hai cái phòng này nữa thôi. Hai cái phòng này chắc xây ở đây đi. Ô cho 16 ô luôn. Cửa thì chắc đặt ngay đây.
Bây giờ mình có một cái bàn công sở và cái bàn để điện thoại. Hơi nhỏ nha. Bàn công sở ở đây. Bàn để điện thoại thì kế bên. Luôn luôn phải có một cái cây. Còn gì nữa không? Bàn để điện thoại. Hướng nào ta? Đó, đúng hướng rồi đã xây phòng quản lý mới, được chọn biểu tượng phòng ban. Phòng quản lý thì chắc là quản lý thì chọn cái logo nào bây giờ? Cột bút chì đi, không có cái điện thoại. Có cô Lâm là làm được nè. Ủa, chọn là vô đây đó hả? Yêu cầu có cái chứng chỉ quản lý sơ cấp này. À, 11 tuyển dụng là mình phải để ý cái đó. Hiệu quả giảng dạy của những lớp có giáo viên chủ nhiệm cộng 10%, nhưng mức độ thỏa mãn giáo viên chủ nhiệm thì sẽ giảm. Gia tăng nghiên cứu ở phòng nghiên cứu người quản lý là 5% và lương của nhân viên nghiên cứu sẽ tăng 2%. Tăng học phí đầu game thì mình có lớp nào đâu mà tăng, nên chắc tăng là nghiên cứu rồi đi. Cái gì đấy? Ôi, cũng không phải nữa. Thôi mất cái giáo viên này. Không được, cái dựa trên cái quản lý này tới 11 lần nhưng mà giáo viên của mình hơi thiếu. Mình coi còn tuyển được ai nữa không? Tuyển giáo viên nào. Quản lý 12 nè, tuyển này. Về cho anh này anh làm quản lý đó. Sao vẫn 5 ta? À 17 trên 5 mà. Này 11 trên 5. Phí tiền rồi anh em ơi. Cho ông này vô làm đi. Bianca hả? Thôi. Chấm than là làm sao? Tối tối tối. Tối thì thêm mấy cái cửa sổ. Chỉnh sửa thêm mấy cái cửa sổ cho nó sáng chưa, thêm cái bóng đèn không, hợp lý rồi, hợp lý rồi. Thôi bây giờ xây tiếp cái phòng nghiên cứu, kích thước 18 ô. Phòng này phải mở ra một ô nữa, tí nữa mở. Ủa cái cửa đâu? Nhìn thẳng ra nhà vệ sinh gì luôn đó hả? Kệ cũng không sao, game mà đâu phải ngoài đời đâu. Bàn nghiên cứu, bàn của tổ trưởng tổ nghiên cứu, bản kế hoạch, bản lịch nghiên cứu, đây hai cái luôn, tủ đựng hồ sơ nghiên cứu. Ba mươi hai trên 35 mày,
xây thêm cái nữa. Lên bậc 2 luôn. Bên này lên nữa được không ta? Có ngon hiệu trưởng và phòng đào tạo nhân viên đã phải lên kế hoạch đào tạo, nhớ đưa giáo viên đi đào tạo để gia tăng trình độ của họ. Mở bảng môn học lên, chọn giáo viên này, chọn đào tạo. Đào tạo mỗi cái nó tăng 5 điểm. Rồi xác nhận cần khoảng 1 ngày à. Rồi. Bên này thì nghiên cứu, chỉ số nghiên cứu thì nó dựa trên cái này, thanh niên này đang rảnh đây. Hết người rồi, làm mình đi. Bây giờ mình đã mở được cái nghiên cứu mới, nghiên cứu cái này luôn. Học sinh đã về nhà hết rồi, ngày đầu khai giảng đấy là xong, ngày đã quen với trường lớp chưa? Chúng ta hãy giúp sức đưa ngôi trường lên đỉnh. Phòng này nó hơi hẹp nha. Ủa nó vẫn level 1 là sao? Mở thêm ô. Sáu trên 65. Mình chỉ farm được cái này thôi. Nhưng mà farm cái này biết tới rừng quái nào nó mới lên được cái đó. Thì toàn đồ ngoài trời không à, không có nào trong nhà cả. Nên muốn farm cái này lên level 2 khó lắm. Này là cái quái gì? Tượng cột mốc trên Steam, trời ơi. Đây đi. Chết rồi, thật ngược rồi. Là con game này trên Steam á đạt được 3.000 cái đánh giá á, nên mình đạt được cái tượng này ra. Nếu như mà 5.000 đánh giá thì sẽ có cái khác. Quái gì vậy nào? Rồi được rồi. Cái chuông này là cái gì? À, học sinh mới. Chọn hết. Sau đó bỏ học sinh vô lớp, chọn toàn bộ vô lớp này học đi. Mình được 9 đứa rồi, cố gắng mà lên 12 đứa. Cơ sở mới mình xây được 3 vòng nên nhận được tiền 40 điểm, ngon. Xây thêm cái cổng rồi đi, xây cái cổng bên đây, còn cái này chỗ đi vô giáo viên, còn cái này chỗ đi vô học sinh. Cửa đi, cổng nè. Sau này mình mở 3 lớp thì nó phản cỡ này, nên cái cổng ngay đây là chắc vừa. Cái cửa sổ này vô hiệu rồi, giờ đến đây thêm cái cửa nữa.
Môi trường 5 cộng 40. Thứ hạng của trường nó lên một bậc, hoàn thành khóa đào tạo cô Lâm. Cô Lâm lại bắt đầu đào tạo tiếp. Ủa sao có 5 đứa vậy nè? Lớp 11 9 người mà. À, trời ơi mấy đứa này đi trễ. Nhanh lên, hết tiết 1 mẹ nó ơi. Hết tiết sinh hoạt đầu giờ rồi. Rồi, giờ cô mới vô. Chủ đề bài giảng hôm nay là sau đó. Tiếp đến, hiểu rồi. Một tiếng nữa, cái gì đó. Hiệu trưởng ơi, ngài rảnh chứ? Hiệu trưởng ơi, trường mình có chỗ nào bán đồ ăn không ạ? À? Có thực mới bực được tạo bụng rỗng mới sao học được. Ngài hãy mở cái sạp đồ ăn để giải quyết vấn đề. Trước hết thì phải nghiên cứu cái đã. Đang nghiên cứu nè. 17% thời gian là ngày mai có. Ngày mai có cho cái trò luôn. Chính trò đang đói hả? Cần có thêm nhân viên nghiên cứu. Tuyển thêm giáo viên nữa. Tuyển ra đây. Tuyển thêm giáo viên đi nghiên cứu. Này được nè. 12 điểm dạy luôn. Đi nghiên cứu ở đây hả? Phòng nghiên cứu của mình là cái phòng này. Để có thể dùng nhiều phương thức khác nhau để đưa trường lên đỉnh vinh quang, muốn định hướng tương lai. Môi trường giảng dạy tốt nhất, khang trang sạch sẽ đầy đều muốn tiện nghi. Thường thi công trường á, tôi làm bên cái mảng thi công giáo dục á, thì tôi chọn cái này. Nhưng mà game nên mình sống cho tuổi trẻ đi. Chọn cái bên đây. Bấm vào đây để coi cái mục tiêu của mình. Định hướng tương lai. 50 học sinh, trời ơi khó nha. Luôn luôn có thể chọn mấy cái mục tiêu khác nhau. Hội học sinh, rồi ok. Chết vô đây. Rồi nhớ kiểm tra cái định hướng tương lai coi mình thích cái nào thì mình chọn cái đó. Tôi tính làm gì quên mất tiêu rồi. Tính làm gì ta? Chỉnh cái này cho nó đều lại hả? Ba xây mấy cái này thì nó chỉ có là cộng 3 thôi nên farm cỡ nào farm nó cũng không lên nổi cả. Tôi tính làm cái béo gì thiệt, mình tính là cái gì ta? À đúng rồi, quản lý nghiên cứu gì đó. Đây đây đây, đây. Đang rảnh giáo viên chủ nhiệm. Đào tạo thì cô Lâm vẫn đang đi được đi đào tạo. Chừng nào mới xong cái này lắm. Có một người nộp đơn ứng tuyển. 5, 8, 7, 10 năm giáo viên xã hội. Này 7 với 4 thì thôi chắc xóa đi. Nào cần thì sẽ tuyển. Em này 10 điểm nghiên cứu rồi đó nghe. Đầu bếp chừng nào mình xây xong cái này mình mới tuyển đầu bếp. Học sinh mới
Không, không có đứa nào thi gớt cả, dù nó mà hết 6-7 tiết thì nó vẫn thi đỗ thôi. Rồi, dựng sập đồ ăn xong rồi. Tái cơ cấu tự nhiên, câu lạc bộ, phòng nghỉ ngơi. Sập đồ ăn. Sập đồ ăn này kích thước là 18 ô. Sập đồ ăn mình xây ở ngay khu này luôn ha. Hai mươi chỗ ngồi. Cái này cộng 15. Từ 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 từ. Cộng 15 thì mình còn thiếu là 31, vậy là hai cái nữa. Bán là ồ có hai món nha. Từ 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 từ. Mình dựng hai cái sạp đồ ăn luôn được hay không? Không. Này đi. Copy cái nữa không? Copy cái nữa. Khoan. Cái trường gì mà hai cái tiệm bán đồ ăn cặp bên với nhau vậy ta? Có khi tôi cho nó mà ra đây luôn á. Đó. Bây giờ mình sẽ đi tuyển thêm hai cái đầu bếp vô. Cái này hình như hơi ngược đây. Đây. Bên này đi tuyển hai thêm đầu bếp nữa, bên này. Này. Cái này bảo vệ, cái này đầu bếp, cái này đầu bếp, cái này bảo vệ. Rồi, xây xong chúng ta có sạp đồ ăn rồi đó. Các em ra ăn đi. Xây thêm 6 ô hả? Xây một đống rồi mà anh.
Được cái gì nói nào. Ngon. Anh em thấy trường hợp chưa? Quy hoạch đồ khang trang cái danh đó. Thứ hạng của trường của bạn đã tăng lên 2 bậc, thứ hạng hiện tại là 6. Cô gì đứng đây thoải mái quá vậy? Ủa cái này không sao chép được hết ta? Đang học rồi kìa. Ờ, vô học chứ. Mấy em học sinh này tóc vàng, tóc đỏ gì đủ hết nha, tóc xanh lá luôn. Trời ơi. Ủa, không thấy em nào mà vô đây ăn uống gì anh vậy? Không mấy ai vô uống nước luôn nữa chứ. Đi ăn đi mấy em ơi đi ăn nè. Ủa, nó đang ăn hả? Rồi, học sinh ăn bánh mì, tớ muốn ăn bánh mì cơ. Qua đây ăn cơm này nó nhiều rau hơn nè mấy em ơi. Sống xa hoa lên tí mấy em ơi. Ủa sao lại phát quỷ? Cô Lâm thì vẫn được đào tạo nữa. Giảng dạy lên 32 luôn. Nghiên cứu lên 14. Mình có đổi ai được nữa không? Trình độ đào tạo thì có tay ghi là lên nè. Nhưng mà tay ghi là đầu bếp mà. Đáng chí. Thôi rồi rồi rồi, em ở nhà đi, em đi học làm cái gì đó. Rồi xong cái phòng nghiên cứu nghỉ ngơi tới cái câu lạc bộ 3 ngày. Mình sẽ xây thêm mà phòng nghỉ ngơi cho nhân viên. 18 ô 5x4 64 luôn. Đây là cái phòng ăn chơi của giáo viên chúng ta. Cửa sổ. Bàn pha cà phê. Ghế dài. Ghế ngắn. Bàn thư pháp. Hai bàn luôn. Tranh chiêu tường. Cái này nó cộng cây cảnh thôi, hiệu quả gì điểm số là trung bình này.
Ráng tí nữa là mình lên. Rồi đủ rồi nè. Rồi đủ rồi. Chỗ này thì chắc cho nhân viên văn phòng của mình vô đó nghỉ ngơi á. Một đàn ông bắp cày đang làm tổ ngay trong trường. Mình phải đi diệt trừ nó ở đâu? Đây phải không? Đây, đây. Sao học sinh nó không ăn ở đây ta? À, lợi nhuận được 200 đồng luôn nè. 240. 235. Học sinh nó về nhà cho anh đi đâu đó. Lỗ 10 ngàn. Trời ơi. Thôi gì không có tiếp nhận nổi. Một điểm nghiên cứu, 13 điểm giáo dục, 6 điểm quản lý. Cái chỉ số này là quan trọng nè. Mình có thể đào tạo được cái nhân viên nó nổi bật hơn. Lớp mình chỉ có một lớp thôi. Tám hai bảy không không luôn. Hôm nay chúng ta có tiết sinh hoạt, có em nào vắng không? Nhớ đảm bảo vệ sinh trường lớp nhé, đem vở bài tập ra, ai đó muộn thế, có em nào vắng không? Chỗ này mấy đứa hơi quậy rồi đó. Tiến độ nguyện vọng của học sinh trong vòng môn học 44 điểm hả? 45 điểm, trời ơi, có đứa nào gớt không đó? Không không không, dẫn đầu dẫn đầu. Ngữ văn căn bản và đẩy số nó đã phá hết rồi hả? Vẫn đang đào tạo à, nó đào tạo nó lên 5 điểm nữa. Cũng được. Stress nhẹ. Vô đây mà nghỉ ngơi nè bạn. Này nghiên cứu tới 3 ngày lận. Nghiên cứu xong là qua cái mà. Rồi, đổi nghiên cứu đi. Nghiên cứu cái này lâu lắm. Nghiên cứu môn học nè. Đọc cái này lẹ lẹ lên. Để mình có thể là mở cái lớp mới nữa. Bây giờ thời khóa biểu của mình nó bị giới hạn đó cho anh nè. Vừa chơi gà chơi cái gì đây đó, phòng nghỉ ngơi xây rồi. Cái này nó vướng víu, học viện VOZ. Cái gì đây? Chú mèo này đáng yêu quá, ta nuôi nó nhé. Ok.
nên là mèo này. Đây là có trứng mèo. Cái gì? Con mèo nở ra từ trứng hả? Trời ơi. Nó vô tới lớp học nó ăn luôn. Mèo ngoan. Mềm quá đi mất. Hai con luôn nè. Đổi cái hình này được không? Cái hình này thấy gớm quá. Mầm chồi lá. Mầm. Không. Vịt. Gà. Sao dơ dữ vậy nè? Chết rồi. Nội thất. Ý, còn bốn cái cây luôn nè. Cái này mới mới, cái này được. Cộng 5 cây. Nhưng mà cái này 2 ô, cái này có chắc có 1 ô à. Bây giờ phải có biểu đó, mình dạy được cái môn sơ cấp nè, mình đang nghiên cứu cái đại số. Nhưng mà sao nó dơ dữ vậy nè ta, phải xây cái gì dọn dẹp chứ, môi trường hả? Không, vệ sinh à. Đặt thùng rác ngay cửa luôn. Còn cái gì có thể dọn rác nữa không? 8 ô. 6 ô. 8 ô nè. Này ngon hơn cái thùng rác á. Đây, dọn dẹp. Rồi, sạch sẽ trường rồi.
Một phí gì mà một ngày cả 100 đô như thế này. Quái vậy? Này là gì? Buồng vệ sinh. Rồi, muộn rồi, lắp rồi nó mới nói không à. Game này nó chậm thiệt. Rồi, đây nè, nãy giờ mò mò đó rồi luôn. Không được ta. 2 ngày nữa là thi rồi. Đây nè, bấm như sửa chữa nè, mà sao mình không mở rộng được. Chả hiểu luôn. Trừ thì được, mà cộng thì không. Mình đào tạo thằng này cũng như xong rồi. Bây giờ đào tạo ai nữa bây giờ? 30 BNK này hơi thấp. Gian này được nè. Cho nó về nghiên cứu đi. Phòng quản lý là ở phòng này hả? Bianca đang làm giáo viên chủ nhiệm rồi thì tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm đi. Còn cái phòng nghiên cứu này ông này bây giờ giảng dạy tốt rồi đó, nên chắc cho đi làm giáo viên. Coi lại cái danh sách mà ông này giáo viên thể chất hả? Cũng được. Đi, sắp nghiên cứu xong rồi nè. Giáo viên thể chất thì sẽ cho học cái này. Ủa không, cái này bài phát biểu đơn sơ chắc phải nghiên cứu á. Bây giờ cái lớp con vịt của mình xong cái này. Môn nghệ thuật đây, môn thể chất đây, mình có giáo viên thể dục rồi. Sắp thi chưa mấy đứa? Rồi phát biểu tuần sau, ngày mai nữa nó mới thi. Nội thất trang trí mình mới được cái gì mới nữa nè, bộ thước đo gì nè. Vẫn ở mức xanh thôi, chưa có lên được. 3 ngày đầu tuần là thời gian tiếp nhận đơn đăng ký nhập học tốt nhất. Vậy là mỗi tuần mình tuyển một lần.
cũng xong, cũng xong được rồi. Cái này phải xây lên nè, trang trí nè. Hai cái tủ sách rồi vẫn chưa đủ nữa ta. Rồi đủ rồi, đủ rồi. Bên này thì sao? 48, 48 đủ luôn. 14 quá thiếu nè. Tình nó đi nó uống nước, thời xưa là cái mấy cái ấm bình tĩ như thế này thôi. Mở một quản lý lên để vào biểu đồ phòng ban, một quản lý này phải không, một quản lý mở đâu vậy? Đảm bảo phòng quản lý ít nhất một phòng học ở biểu đồ phòng ban này, thử vô đây. Rồi tiếp tục thể hiện cái trình độ quản lý thường thường của mình để mở rộng ngôi trường tù vấn cho đẹp hơn. 32 10 10 10 35 còn 7 lót 7 điểm. Bây giờ hiệu trưởng là chỉ gánh là 15 năm là 25 cái này thôi, rất nhẹ nhàng thoải mái luôn. Rồi nhớ điều chỉnh sao cho mà giáo viên làm những cái công việc phù hợp. Trời ơi, ngô chút kìa. Cái gì? Người ta đang học không nổi. Trời ơi, tỉnh như vui luôn. Ủa nó đi về luôn kìa, trời mém nữa xe cán nhỏ này. Mở phá cấp 3 đầu tư 100 điểm nữa thì nó lên được một điểm này, 50 điểm thể dục cho lên luôn. Cái này mình chưa có, thôi cứ cho lên đi. Mỗi lần 50 điểm hả? Hết luôn đi.
cạn điểm luôn đó. Ủa còn cái gì ở đây nữa không? Ủa sao bấm lại hết được rồi? À đầu tư 150.000 bình thường hơn khá giả. 35.500 điểm rồi 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 rồi. 14 người một tuần. Tốc độ nộp đơn là trung bình. Chi tiết kỳ kiểu học sinh là đáng chí. Trời ơi. Bữa nay là thi chưa ta? Chưa, nó học bữa thứ sáu nữa rồi nó mới bắt đầu nó đi nó thi. Mình đang nghiên cứu cái gì đây? Thể chất rồi, đúng rồi. Thì xong rồi qua môn nghệ thuật. Cái gì? Game này có cháy nữa hả? Từ nãy tôi nhớ có cái phòng gì. Tan trường hôm nay thì sẽ bắt đầu chính thức cái bài thi. Không ai dọn gác đây ta. Thẩm mỹ ổn. Nhiệt độ vừa phải. Được tiền đầu tư một tí. Cái gì đây? À trường của mình lên bậc 2 rồi. Tăng số lượng học sinh lên. Hoàn thành chính cái nghiên cứu. Lên cấp thì mình được là bao nhiêu tiền? 12.000 á, bèo cái gì? Hai bức tượng. Đi có cái gì mới không? Nè nè nè, có hai cái gì mới nè. Hỏi đó. Trang trí. Tượng người suy tư. Vừa học vừa làm nha. Sau này anh em có thể làm cái nghề chế thuốc hoặc là bốc phát. Được cái mới nữa. Được mà. Nội thất nè. Kệ đổ đồ nên nội thất. Xét đường chạy bằng nhựa. Khoan 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 khoan, xây cái này xây làm sao? Bảy tám chín mười hai hai bốn sáu tám mười mười cái đường này là sao ta? Này à, tôi chỉ có thể nghĩ được như thế này thôi.
Ủa? Phòng nghỉ, phòng học, quản lý, phòng trà, mấy cái này xong hết rồi. Bản thiết kế là cái gì? Sáu chục đồng cho nô, 100 ô là 6.000, 10x10 là 6.000. Cũng nhỏ, 1 2 3 4, 42 x 2 84, chết, cái này nó tính đơn vị là 2 rồi, 42 ô nè. Bốn mươi hai với mà 16 coi như là 40 20 đi, gọi là 800 ô á, 800 ô mà mỗi ô này 60 đồng, tức là 48.000, gần 50.000, chịu nổi đâu. Coulomb, Gianmayer, Nguyên Giác, hai anh đầu bếp, Bianca. Bianca thì hồi nãy tăng lộn cái này rồi, trời ơi, thôi tăng nghiên cứu đi, có giáo viên nào mới mình tuyển luôn. 31 30 31 có được cái bằng nào, quản lý gần cái này cũng được, level 2 mỗi ngày 300 đô. Tính ra cũng không có nhiều. Mình còn thiếu một cái giáo viên khác. Ba ông đầu thì mình không cần. Giáo viên thể chất của mình thì giáo viên thể chất mình có một rồi, nhưng mà ông này level 1 à, 24, 12, 37. Với lại cũng đào tạo rồi nó mới lên được nhiêu á, 24 12 27 tiễn đi. Đầu bếp này vẫn lương người bán hàng là bán cái gì? Bảo vệ thì tôi chưa biết để làm cái gì. Chuyện sẽ ra sao, cứ ngồi nhìn xem đi. Rồi thằng này tiêu rồi hả, không biết mấy đứa học sinh xây sở thế nào trong lúc thi nữa. Ngon, tổng điểm 48 là 12 đứa vượt qua bài thi luôn, học sinh đạt điểm tối đa 12 luôn. Anh em thấy tôi dạy chưa, rồi nó vượt chỉ tiêu hơi bị nhiều đó, 17 điểm mà nó năm mấy, nó ba mấy điểm trên nào. Ngon, học viện VOZ bây giờ hạng 7 rồi, mấy người kia nó kinh quá, nó 600 luôn. Tuyệt hảo, hoàn thành 100%, thưởng 9.000, một đống điểm cống hiến.
Không ngờ người như em đã đi được điểm cao như vậy luôn đấy ạ. Cảm ơn cô nhiều, rất là nhiều. Giờ ở phố em ấy ai cũng muốn nhập học trường này. Hiệu trưởng lần kết quả trông cũng được phết. Học sinh bên ta đúng là thầy giỏi mà làm tốt lắm. Bây giờ nó qua cấp 2 rồi, chắc mình phải xây thêm một cái phòng học nữa. Tiện hết. Xây thêm phòng học cho mấy cháu luôn. Này để đây cũng được, có sao đâu. Bây giờ đúc một cái lớp nữa qua anh đây. Hai bên cửa sổ dòm nhau hả? À? Cũng được. Rồi. Này lớp 11. Học sinh cấp 1, học sinh cấp 2. Giáo viên chủ nhiệm. Cho ông Phao này làm. Ủa? Lớp 1 thì con gà, lớp 2 thì lên con khác. Vịt. Rồi. Sao có dấu chấm than đây? À, chưa có thời khóa biểu. Auto không được hả? Này lớp 11 thôi. Nguyện vọng của nó thì vẫn đơn giản, mấy cái này được rồi. Hình học giải thích đại số ngữ văn 101. Mười một này là sao? Thiếu Bianca bây giờ chưa thể đứng lớp này nổi. BNK chưa nổi thì tí nữa cho BNK đi đào tạo là được chứ gì. Dự kiến thi rớt không đủ trình độ, rớt con đứa không sao. Mỗi tuần một lần. Đó, nó lên 52 rồi. Mười à, mười cũng không thấm bao nhiêu cả. Rồi một cũng không có gì hết. Hôm kia đi đào tạo xong chưa? Nhớ lắp thêm điều hòa làm mát. Chết này nóng quá rồi. Nóng, 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 nóng. Nhiệt độ, nhiệt độ. Cái này giảm 5 độ. Phòng nào nóng không? Phòng nào nóng đặt hết vô luôn. Nhà vệ sinh này chắc nếu cần đâu. Bên kia đào tạo xong chưa? Phát biểu đi. Gì đây? Thôi, hiệu trưởng bên đây mới đúng mà. Tệ, 10 trên 100 điềm tĩnh. Khán giả đang cảm thấy rất là hưng phấn.
Mở đầu theo kiểu mà điềm tĩnh đi, không cần nên quá gắt. Đồng ý, bầu không khí cộng 5. Bạn về trường lớp. Nói về chuyện học tập với các em nhé. Khán giả hiện đang thấy rất là tự tin, bầu không khí cộng 10. Mình có đứa nào thi rớt đâu, khen ngợi á. Các em làm rất tốt, cộng 15. Đủ lạ thần dữ. Thu được tăng động. Thu được tăng động và thất vọng. Thôi 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 thôi, dùng tiền. Đó, cộng 5. Tiền của mà bố mẹ mấy em không á, khuyến khích nó. Tăng động 5 đứa. Ok. Chúc mừng ngài hiệu trưởng vì bài phát biểu lên trước toàn trường đó. Ngài có thấy lo lắng gì không? Sau này sẽ còn nhiều chủ đề hơn nữa đấy. Còn đây là bài văn mẫu đã thưởng trước, nói về mức độ hài lòng. Sau này nó sẽ có tác dụng võ mà thôi. Xong chưa ông? Trời ơi, nhanh đi. Phan 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 phan. Cô này hiện tại chưa đủ trình độ để dạy. Xóa hết. Nên chúng ta học khoa học trước đã, rồi sau đó học văn học sau. Thiếu 2 điểm, thiếu 2 điểm thì tí đi đào tạo là được chứ gì. Phòng này nóng hả? Nóng thì xin cục băng quá. Nãy nghiên cứu cái thể chất này hơi sớm, nhưng mà cái này cũng hơi sớm luôn. Ê, thôi 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 thôi. Bianca lên trình độ giảng dạy. Đùa nghịch, cảm giác xa lạ khi mới đặt chân vào trường, dần phải đi vào học sinh phải kìm gấp để kiếm trò vui cho bản thân. Tái cơ cấu trường, mở khóa bản đồ thăm dò. Tí nữa đã xong cái này đi nè, mấy đứa tăng động là 5 đứa tăng động là nó phá hình siêu saiya như này. 5 tiếng nữa thì mình mới tuyển được thêm một mớ này. Tái từ cấu trường của bên này cũng tái từ cấu trường nữa là sao? Quá trời trời ở ngoài nó nóng rồi, ba mấy độ luôn. Không đủ khu giải trí, hãy xây dựng sân chơi rồi tí nữa có. Ủa, mình được cái gì mới nè? Cờ đỏ. Loa phát thanh. Bianca thì 2 ngày nữa đào tạo xong là đứng lớp này được rồi. Rảnh rảnh thì mình vẫn đi kiếm mà giáo viên mới. 92, 93 nè, tua nhanh lên luôn. Trời, học sinh giờ sung sướng quá ha. Giờ học gì chơi, nằm bãi cỏ nhúng nhúng. Cái gì đây? Có học sinh đang lén chơi game. Bắt nó, đừng cho nó học đó. Bắt nó học. Trời ơi, học hành lo tối ngày luôn chơi. Đảm bảo phòng y tế đủ sức lo liệu cái việc này. Phòng y tế có phòng đâu.
gì đây? Phải con mèo quá à. Dối. Tỷ 6. 6 đơn đăng ký trong học mới. Cái này giáo viên thể chất nên không có đứng lớp được. Thể chất thì mình không cần nó. Mình cần là giáo viên dễ dàng đón nào. Đào tạo còn cả ngày nữa mới xong. Lúc đó thì tăng 5 điểm giảng dạy nữa là có thể giảng được cái lớp này. Ê ê ê, quên bỏ học sinh vô rồi. Bốn người lớp 1, 12 người lớp 2, cấp 2. Bạn ở đây là 5x3, 15, đủ rồi. Rồi đi bắt bê sầu á, mở phá cái vật phẩm gì vật bắt bọ đi. Cửa hàng tạp hóa. Nghiên cứu mở phá cửa hàng tạp hóa, đó là có nhân viên bán hàng á. Đó mình bán mấy cái cửa hàng, bán mấy cái vật bắt bọ cho mấy đứa học sinh nào. Lại chơi game, trời ơi mấy đứa này hiệu trưởng lợi đó. Thôi đi, mình tới phẩm nhé. Tôi cũng đang chơi game mà. Kiến trúc bằng gạch đỏ, cửa sổ viền đá cỡ chung. Đi đâu vậy? Có binh cảng này nữa. Hôm nay lỗ 15.000. Cô này vẫn chưa đào tạo xong nữa, nửa ngày nữa lận. Nóng phết cho 34 độ. Ngoài trời 33.7 độ. 35.000, mắc quá à. Phải mua cái khu này mới mua được cái khu dưới. Bên này cũng 35.000 luôn. Nhưng mà mình có thiếu đâu. Đường mình rộng lắm. Mở phá cấp 3. Có đầu tư thì sẽ đầu tư cái này. Nhưng mà tiết kiệm tiền đó. Tụi nó chưa có gì chơi nên tối ngày nó chơi game không à. Cái gì? Quyên góp từ khu dân cư, đây là lòng thành của tôi 3.000. Cảm ơn. Mười một, mười, năm, tám, sáu, không ngon. Chứ cái chỉ số giáo viên thể chất này ngon hơn nè. Nhưng mà mình không có xài tới. Vẫn level 1. Cái gì ăn không ngon hả? Chưa có giải trí. Nước uống thì vẫn đáp ứng khá tốt cho nó. Chắc phải xây thêm một số chỗ uống nước nữa. Hôm nay thứ mấy rồi? Hôm nay mới ngày đầu à. Có nên mà cho tụi nó nhập học thêm không ta? Trời ơi, hai ông này. Đứa nữa thôi. 15 đứa được rồi. Cái phòng học của mình chỉ có bao nhiêu đứa đó mà. Mình xây thêm mấy cái bàn ở khích lệ nữa được không ta? Khích lệ thì tôi nhận hết luôn á.
nó phải có cái khoảng trống. Nhận hết luôn, mấy em nào dốt dốt thì cũng gắng mà học nha. Bây giờ cấp 1 của mình là 18 đứa rồi, gắng mà học nha mấy cháu. Thi đậu hết. Cũng may mình xếp giải tích ba cái môn toán dồn vô khá là nhiều nè. Còn giáo viên thể chất không ạ? Ê, 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 ê. Học hành không lo. Học hành không lo, tối ngày nó chơi game. Dưới mấy cái vùng mà quận huyện tỉnh lẻ như tôi á, chưa có lên cái bàn đơn đâu, vẫn còn một cái bàn đôi hai người ngồi, là chia thành 3-4 tổ vậy đó. 10 ngày thì dẹp đi sân chơi nè. Trình độ hiện tại ngày đó có thể tạo mối quan hệ với cái trường học khác rồi đó, nên kiểm tra bản đồ thăm dò đi tí nữa đã. Cái phòng nghiên cứu này 12 16. Giờ đây bản đồ thăm dò là địa điểm sẽ khai phá, gồm địa điểm mới lạ là chỗ này. Ngoài khuôn viên nhà trường là một thế giới rộng lớn, bạn có thể sử dụng đi thăm dò để dẫn học sinh và giáo viên rời khỏi khuôn viên nhà trường nhằm khám phá khu vực mới. Bạn có thể phát hiện hàng tá địa điểm, vùng đất, cửa hàng, sự kiện mới. Trong chuyến thăm dò sẽ gặp đủ loại sự kiện, mình sẽ phải dùng đến là sức mạnh tri thức để giải quyết vấn đề. Đi thăm dò có thể áp dụng mà kiến thức đã học trên trường lớp vào thực tế, nên đừng lo về việc học sinh có thể bị tụt lại. Môn này đi một ngày đàng học một sẽ hơn, đi nhiều sẽ càng lợi ích. Ủa, nó bắt lớp trên đi mới được á, thăm dò. Gì đây? Cổng chính bằng gạch kiểu châu Âu 3000. Thử rồi cây cắt tỉa 11.000. Mấy cái này là mấy cái gì ta, không hiểu gì hết. À, mình mở được cái đống rồi, trường mình lên cấp 2 mình mới mở được mấy cái đó, chưa có xây thêm được cái gì nhiều. Phòng nghiên cứu mình xây 2 phòng luôn được không ta? Mấy cái đó thì biết rồi. Cái gì? Quá. Ủa sao không tiện được? Mình phải có cái bãi đậu xe đạp thì mới tuyển được em này. Rồi ok, 19 luôn nè, đỡ phải đào tạo luôn á.
Sắp đào tạo xong rồi, sắp đủ giảng dạy rồi. Cái này mình xây được cái gì mới? Nội thất. Nội thất có thấy gì mới đâu? Cửa sổ là 213. Cổng chính bằng gạch kiểu châu Âu 5 năm. Lên đợi liền. Trời ơi. Cửa lùa. Ai luôn mấy cái cửa này. Cửa sổ 20 con mắt. 20 mắt thôi thì không có gì ngon cả. Đó, anh em nhìn thấy cái cửa chưa? $150 rồi, không có đủ tiền. Bán cầu thang này là xây sao ta? Không hiểu cho lắm. Trên đường đi thăm dò, Bianca Taylor đã chạm mọc một những cái vũng nước. Gặp cái vũng nước không mà đi qua không được nữa hả? Vệ sinh cá nhân giảm xuống, trời ơi mấy ông cóc. Hả? Cứu xong cái sân chơi hả? Tuyển giáo viên thì chưa tuyển được, tí nữa tuyển mấy người về nghiên cứu. Hiện tại đang vui rồi, tuyển hai người nữa. Xong nghiên cứu cái sân chơi xong nào, có bãi đậu xe gì đó để coi ai. Đời sống quá. Quản lý đây 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 đây, 25 ngày là không bãi đậu xe đạp nhỏ à, phải không ta? Bãi đậu xe đạp được rồi, bảo vệ, bảo vệ mình chưa biết, chưa biết tác dụng của bảo vệ là cái gì. Tí nữa thì mình sẽ tập trung vào cái mảng này, cái mảng mà này nè, canteen cho nó ăn uống đầy đủ vô một tí để nó tục quá nhiều rồi. Rồi xong rồi tới phòng y tế, cái gì đấy, cải thiện tình bạn hả? Trời ơi, tính đâu cái phòng giáo dục giới tính chứ. Tạm thời nghiên cứu cái bãi đậu xe đạp đã, xong đó mình BNK đào tạo xong rồi nè. Nghiên cứu thì chưa cần đâu, nghiên cứu thì chưa cần, đổi người. .7 ngày nên được 5 điểm nghiên cứu cũng được. Diane Taylor này, cái nghiên cứu của mình, từ từ coi cái phòng nghiên cứu của mình khác. Cái phòng nghiên cứu của mình ghi anh tay lo được, cho ghi anh tay lo đi. Lên 17 lên 27 luôn, được 2 ngày. Cố lên. Này là cái gì? Khu rửa gáy à?
Cái gì nữa đây? 70% điểm tự nhiên cộng 5. Khám phá được cái khu vực mới, vệ sinh cá nhân giảm xuống. Khu dân cư mới hả? Còn cái này phải không? Không, cái này trường đào tạo Phương Nam cũng xây dựng. Phải có bãi đậu xe đạp thì mình mới vô đây được. Hiện tại mình thể cử một cái nhóm đi thôi, nó không học hành gì, tối ngày nó đi ngoài đường. Cô giáo vô nói chuyện mình. Đây là tuyển dụng, tuyển dụng. Trời ơi, một điểm nghiên cứu. Con game nó đùa tôi hả? Hai điểm đào tạo, một điểm nghiên cứu. Bà nó thì con game nó lừa. Ủa? Cái này giống gacha quá ha, mỗi lần tốn 160 đô. Level 2 đầu bếp. Rồi cứ để ra đi. Chừng nào mình nâng cấp cái đầu bếp xong rồi tới cái đó. Bà nó, văn phòng nghiên cứu của mình bây giờ lại thiếu người. Biết rồi, có người đâu, bây giờ tuyển dụng không được, cục chủ là cái méo vậy. Chứ dễ gì. Cơ sở, à có cái sân chơi nữa. Bây giờ nhà tay mèo lối đi. Cái này là cái gì? Lối vào xây rồi. Cái này chỗ ngồi làm bằng lớp xe. Bật bên. Cầu trượt. Cung cấp giải trí cộng 16. Thiếu cây cỏ. Vừa phải. Mà muốn lên 10 thì thêm mà
Đủ 10 rồi. Rồi được rồi. Nội thất an ninh vệ sinh. Trời ơi bên này còn cái đống nữa nè. Cái này sao xây? Ủa xây đây không được á? Xây dựng giải trí an ninh. Thiếu người biết sao bây giờ. Đây 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 đây, đây. Ủa rồi chưa lâu lắm. To quá vậy. Thôi 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 thôi. Hoàn thành đéo đâu, đang nghiên cứu mà. Cái gì đấy, bụng BNK thì đó đánh chống biểu tình rồi, có vẻ cái nhóm cần ăn chút gì đó, có vẻ có thực mới vượt được đạo mà, giờ đi đâu ăn đây? Nhà hàng trung tâm thương mại trừ 1.000, phố ẩm thực trừ 120. Cơm thực đi. Trời ơi. Trời ơi, thôi. Ăn uống mất vệ sinh đó. Không biết cái này là cái gì.
Bây giờ cái này 120 mà cái này 115 ta. Câu lạc bộ thì rảnh rảnh mình nghiên cứu cái này luôn, xong cái bãi đậu xe cái đó. Hàng cấm trong học sinh. Hãy mau lục soát coi đồ của học sinh để phòng trừ không hỏa. Con ếch, trời ơi nó đem con ếch kể nó. Lục soát bằng cách nào? Đi bộ, gia cảnh bình thường, chưa học môn xã hội. Mối quan hệ, trời ơi, nó có người yêu rồi, rồi. Từ phố Long Môn. Mấy cục băng của mình nó sắp tan hết rồi nè. Bây giờ học sinh của cô nó đi chơi hết rồi, cô nói chuyện với ai vậy? Trình độ phí nghỉ 51. Không nổi. Thiếu nhân viên quá. 800 thì lên được. Tiếp theo là nghiên cứu căng tin rồi. Bãi đậu xe chỉ còn nửa ngày thôi. Mình có hai cái phòng nghiên cứu nên nó chạy rất là nhanh. Phòng đào tạo nhân viên. Tiêu dùng thông minh và không trả tiền tăng ca. Nghiên cứu nâng cao. Quy trình nghiên cứu và quyên góp cho trường. Cũng được nha. Nó đi đào tạo một lần nữa không sao, cho nó đi đào tạo đi. Cứu hỏa cũng tạm ổn, vệ sinh cũng ngon luôn, vui chơi thì có chỗ này rồi, nghỉ ngơi thì có chỗ này. Sao chỗ này nó đậm cái gì? Tám mốt phần trăm. Cái nhóm học sinh lại gần sân khấu để quan sát ông già làm trò chư tà, người đàn ông giàu có, một lão nhỏ, một giọt nước rơi xuống. Điểm chú giữa ánh đèn nhấp nháy bỗng cả lớp những xuất hiện những gợn sóng cho nước cả nước hợp chân tầm thầm với nhau. Chẳng phải chỉ là thí nghiệm khoa học thôi sao, múa lửa hả? Mạch luôn, ngon. Tiêu chảy, trời ơi. Xin chào, tôi là hiệu trưởng Tài Cá. Tôi thấy khá ngưỡng mộ tài năng của ngài ấy. Bên trường chúng tôi rất nghiêm khắc nhiều vấn đề kỷ luật và chủ yếu tập trung vào dạy những môn thể chất. Hy vọng mai sau hai ta vẫn còn dịp trò chuyện với nhau. Ok. Tài cá. Trên đường đi thăm dò, ngài đã thấy khu dân cư mới, đồng thời cũng gặp được hiệu trưởng của những ngôi trường khác. Số lượng học sinh có hạn nên trường ta phải cố giành lấy học sinh nhé. Này giống cái gương quá vậy. Trời ơi, sau này mình cử có cái câu lạc bộ á, mình mới cử đi thi đấu cái này được. Tôi đoán gì thôi. Tham quan nông trại. À, mình với thiên nhiên. Bộ Giáo dục quyết định tài trợ toàn bộ chi phí chuyến đi cho học sinh nhằm đưa học sinh gần gũi với thiên nhiên hơn nữa. Học không hành không lo, lo đi chơi gì. Ginton, trường của mình là trường gì? 43% thì chưa theo trường mình. Tiếng nữa có cái bãi đậu xe mình sẽ khám phá cái khu này. Còn bây giờ đây là trường mình đó hả? Trường mẹ chỗ này nè anh đó chứ. Ủa cái này là sao?
Thăm dò thì được cái gì? Còn bên này, này bán đồ thôi. Rồi đi lần chỉ được một nhóm thôi. Đi thì cái nghiên cứu này nó còn chạy không ta? Vẫn còn. Ủa, đâu có ai nghiên cứu chỗ này đâu. Mới có hai lớp mà nhiều thứ để làm á. Game này công nhận là có chiều sâu để mình chơi thoải mái luôn. Từ có đứa nào học rớt không? Không, đậu hết, đậu hết. Chưa có môn tiếng Anh. Môn tiếng Anh căn bản là bị phá rồi. Nhưng mà nó vẫn thi đậu thì không sao. Quan trọng của con game này anh em chọn cái để nghiên cứu á. Nghiên cứu hợp lý là nó đi được à. Tăng 5 điểm trình độ thì tốn 15 ngàn, 10 điểm trình độ thì tốn 30 ngàn, tăng được một điểm chỉ là nghe lén thôi. Thôi thôi thôi, có tiền thì cứ chi đi. Chừng nào mới xong lận? Hành trình tìm kiếm cơ hội mới, chương trình truyền hình dạo này mới nổi lên, em học sinh nào xem qua thì cũng đều trở nên ngoan ngoãn, quản lý dễ thở hơn. Ngon, lâu lâu nó cho mình tí bước bút gì đó. Nhân viên cho đi nghiên cứu luôn. Giáo viên của mình xã hội hai người, Bianca là hơi yếu cái mảng này. Em Bianca chắc là do thôi việc luôn á. Tự nhiên hai người này thì gánh tem được rồi. Còn bên thể chất thì nhiều lắm. Em này cho đi nghiên cứu luôn. 11, 24. Ông này sau này cho đi làm giáo viên thể chất chính. Rồi được rồi. Bốn hả? Đặt vào đây thì 14, 5 trên 1 không được. Joshua, Joshua lên, còn em kia làm nhân viên ở dưới. Joshua này trình độ quản lý nó rất là cao. Trang trí thật đẹp, đồ nội thất cấp cao ấy. Cơ sở có thể liên kết với phòng ban trong một quản lý là sao ta? Cơ sở chính là xương sống của hoạt động trường lớp, mỗi cơ sở có chức năng khác nhau. Dạng như mấy cái phòng ban lẻ tẻ, chi phí xây dựng là tình trạng được liệt kê ở cái bảng là cơ sở. À, hồi nãy mình nâng lên level 2 rồi. Mấy cái này thì biết rồi. Sắp xong cái bãi đậu xe nè. Phá môn học đạo đức, mở phá phòng bảo vệ này nhẹ đi, nâng trước đó.
sân chơi bãi đỗ xe đạp 16 ô 4x4. Nội thất mấy vòm bằng gạch đá, cái này là có quái gì vậy? Còn nữa hả? Còn đang là đẹp hơn hả? Cái 5.000 tiền à? 5.000 thì bước luôn, trước sau gì cũng phải nâng lên cái trên đó à. Điểm nói 300 mấy, còn nữa có 14 học sinh là một cừu bắp. Cái gì đấy? Nó cao nha. Mình đang 30 cho nó 5.000. Cái này là cái quái gì vậy? Cái tem của mình vẫn đang đi học ở bên này. Cái gì dẹp ba người hả? Trời mưa vậy thì đi vô nhà giùm đi mấy trò ơi. Mấy trò trời mưa mấy trò ra tắm ngoài này hết đất. Lại mấy trò luôn, đi hết đất chơi bóng rổ giữa cái mưa gió như thế này. Wow, tuyệt vời.
Đâu quên nữa, tuyển dụng, tuyển dụng. Tí nữa mình sẽ lên cái canteen, xong cái kia cái đã. Bây giờ giáo viên có nhiều mà. Giáo viên chủ nhiệm là nhìn đi bơ như trên hai giáo viên mới rồi thời khóa biểu lớp học lớp 1 thì đỡ, còn lớp 2 thì nó yêu cầu hơn tí, nói chung thi đậu qua được. Vì anh Miller thì đang đi đào tạo nghiên cứu nên cũng còn khá lâu nữa mới về đó. Trời, 4 điểm nghiên cứu á, thiệt. Chúng than là cái méo gì đó, nóng hả? Có cục đá gì còn nóng gì nó không? Phòng bảo vệ diện tích 18 ô. Hai bốn sáu xây hơn ô đi. Gì giống cái nhà tù cái gì nào. À không, cái này phải xây ra ngoài. Enter. Thiếu cây. Cộng 3. Cộng 4. Rồi, cây đã lên phổ thông. Bây giờ 18 điểm nữa.
Rồi cái điểm thẩm mỹ. Vùng bảo vệ tốt hơn là nó nằm ở trên này nè, thay vì nằm ở cái góc như thế này. Chết rồi, bấm độn rồi. Tuyển dụng một cái nhân viên bảo vệ nữa. Thôi, một người được rồi. Cây cỏ bây giờ còn có 6 à, nhưng mà chắc không cần nhiều đâu, thiếu cơ bản là 19 điểm nữa, là 19 điểm nữa thì mình không có bơm được cái gì vô đây. Thank you.
48. Sáu mươi đủ rồi đó. Xin chào ngài hiệu trưởng, khu chúng tôi hiện đang cần người phụ dọn dẹp, ngài có thể giúp không? Nếu được thì hãy cho biết đi thêm tiết tình nguyện rồi quá biểu nhé. À mà khu này người ta hay làm gơi của lắm đấy. Trời ơi, bảo hợi luôn. Bao hồi luôn. Mất 30.000 đào tạo không 10.000. Ba đơn đăng ký mỗi tuần. Xin chào thầy hiệu trưởng Thanh Ly, hình như em từng là học sinh của thầy nhỉ? À nhớ rồi, em là cái đứa hay bày trò quậy phá ấy mà. Hồi đó em toàn ngủ gật trên tiết toán mà giờ nhìn xem em đã thành hiệu trưởng luôn rồi đấy, cũng được chứ. Bắt đầu tuyển sinh. Tuyển sao? Không hiểu cho lắm. Rồi, thằng này nó bên nó là chiên. Thôi sắp hết tuần rồi đâu có tuyển thêm được nữa. Giáo dục chính là ngọn đuốc thắp sáng ước mơ của bao người. Chúng em xin chân thành cảm ơn trường học viện VOZ vì đã cho cơ hội cho chúng em xuống khơi đáy xã hội như thế này. Khi nào có được tuyển sinh thì ngài sẽ thấy món quà đáp lại ơn tình ấy của chúng em. Thôi, hôm nay chắc ngừng ở đây thôi. Chơi cũng khá nhiều rồi, nên có thời gian thì sẽ chơi thêm sau cái vòng này chấm than như thế này. Quản lý 54/48. Lý hiện tại 23 không gánh nổi trách nhiệm hả? Phòng quản lý của mình đang quá tải khoảng 2 điểm. Rồi, cho cái bàn cà phê này đi ra. Cái gì đây? Chắc quá đi mất, khi nào mới tới giờ ra chơi nhỉ? Học sinh đang sao nhãng, họ sẽ không để ý tới bài giảng và gây ảnh hưởng đến những học sinh gần kề, khiển trách nó. Con nhóc này học hành cũng đó. Mình cần phải thêm một số giáo viên tự nhiên nữa. Giáo viên xã hội thì 41, ngon nha. 12, 16, 33. Thôi, nào cần á, tuần sau mình tuyển.
Rồi, đi thực nghiệm hiện trường đi. Gì đấy? Rồi, hôm nay gần ở đây thôi ha. Có thời gian đưa chơi tiếp game này. Ô game mới. Rồi, bye bye anh em. Hôm nay chơi game hơi bị vượt tiêu chuẩn này. Tí ngày có 2 tiếng à. Rồi, bye anh em.